Những sự thật về Aiseco, thành viên mạnh nhất của Soul Society Robot của nước Pháp. Aiseco cho đến bây giờ là một member mạnh nhất của Soul Society Crew, mạnh nhất trên thế giới. Hiện tại, vì cả Aiseco và Lanco đều đã trở lại ở đầu update 17.2, sau khi bị ban ở cao cũ thì Tracker đã lập lên Soul Society và mời người đầu tiên, đó chính là Aiseco, là vị kẻ cát đứng của Crew. Cho đến bây giờ, Aiseco là player sử dụng IM tracking tốt nhất thế giới bây giờ, vì có thể bằng hoặc thậm chí hơn cả những player giữ chuột phải khi PvP. Biệt danh robot của nước Pháp của Aiseco bắt nguồn từ một câu chuyện huyền thoại về chính player này. Hôm đó, Soul Society có một trận qua lớn nhất với một crew đến từ Nam Mỹ, nhưng cả Lanco và Tracker đều có việc bận đột xuất. Thay vì gọi những member yếu hơn thì Aiseco đã có một nước đi không ai ngờ tới, đó chính là 1v2 khi qua, điều mà trước đó không ai làm được. Sau khi bị hạ 5-0 bởi Aiseco ở server châu Âu thì họ đã chuyển qua Nam Mỹ, tưởng chừng như có thể gỡ lại 5 trận thua, nhưng không, Aiseco dù 170 ping vẫn 1v2 thành công và nâng tỷ số lên đến 6-0. Quá là kinh dị. Captain của crew kia đã hoảng sợ và phải gọi Aiseco là một con robot thứ thật. Biệt danh đó vẫn lưu theo Aiseco cho đến tận bây giờ. Aiseco là một kiểu chơi PvP tệ hơn qua. Vậy nên về chiến tích của Aiseco rất ghê gớm, như win 4-2 với CP0, win Poting và OG một lần 3-0 hạ Sinim Gaming Pirate. Dù có Toxic Dream với tỷ số 5-0, từ trước đến giờ chỉ nhận trận thua duy nhất khi gặp Poting và OG. Hiện tại, tập thể Soul Society đã trở lại, và đặc biệt là cả 3 trụ cột Tracker, Aiseco và Lanco đều đang ở thời kỳ mạnh nhất của từng người. Một thế lực mạnh đến vô lý, đến từ châu Âu mà không ai có thể cản được. Không ai có thể cản được họ vượt qua Midnight. Quá là kinh dị. Chỉ còn duy nhất số lượng ạc 100% có tốc V4 siêu hiếm. Vì thị trường bây giờ rất là ít hàng tốc V4 này. Duy nhất Shopping Roblox xả lỗ rẻ nhất cho anh em, giá chỉ còn 149k. Anh em nhanh tay mua nhé.